các tính năng. Đây là phần input. Input đầu tiên dành cho các micro tín hiệu âm thanh. Mình ở đây mình có 1, 2, 3, 4 mic. Cần 4 mic không dây cầm tay. Đây mình có 4 mic không dây cầm tay, 2 micro để bụng. Tín hiệu nhạc được đưa vào stereo in 1 và 2. Stereo in 1 và 2. Về tín hiệu đầu ra, chúng tôi đã cài đặt sẵn các đường tín hiệu cho loa hộp. F của H là dàn loa chính, bao gồm một loa phun đôi, bao gồm có hai loa phun đôi Electroid LX215, hai loa xuất đơn Electroid TX1181, hai loa phun đơn Electrovoice TX1152. Hệ thống loa cho monitor có loa xuất và được cài đặt sẵn. Ngoài ra là các đường out cho tín hiệu một kênh khác. Ngoài ra là các đường out cho tín hiệu có tín hiệu khác. Để sử dụng nhanh, các bạn có thể ấn hai ngón vào nút input 2 và output để chuyển sang custom bank. Khi đấy mình sẽ điều khiển được in và out dễ dàng hơn. Ở trên custom bank này mình sẽ nhìn thấy được toàn bộ các cái đường tín hiệu đầu vào và đầu ra. Tín đầu vào ở trên custom bank này mình sẽ nhìn thấy toàn bộ tín hiệu đầu vào, bao gồm có micro, tín hiệu nhạc và effect cho micro khi sử dụng cho hát. Bây giờ thì mình sẽ thử mở một bản nhạc, chúng ta cùng nghe. Đây, sau khi mở nhạc, ta sẽ kiểm tra tín hiệu ở trên đường nhạc có dấu màu xanh, tức là tín hiệu đã được gửi vào và đường nhạc lên. Chúng ta chỉ cần đẩy thật. Ok. Và đối với các micro, khi muốn điều chỉnh, hiệu chỉnh, mình sẽ unselect vào từng đường micro ở tab đầu tiên là căn gain đầu vào. Ở đây chúng ta đã căn sẵn là +11 cho micro không dây. Tab thứ hai là equalizer để căn chỉnh âm thanh cho micro. Tab thứ ba là gate, tư là compressor là bộ nén, năm là effect là reverse, thứ sáu là effect dạng mono delay. Tab thứ bảy là các đường gửi tín hiệu đầu ra. Các bạn thấy đây là chúng tôi gửi tín hiệu đường ra cho các tín hiệu từ đường mic số 1 ra các đường ra, là bao gồm có loa hộp FOH
monitor sub và các đường ra phụ dạng stereo là AUX 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ở đây là Asai Custom Bank để đưa cái đường tín hiệu này sang cái trang Custom Bank. Custom Bank đây là tính năng Auto Mixer và các đường tín hiệu của mic sẽ tương tự, sẽ được cài đặt tương tự nhau và sẽ được cài đặt sẵn cho khách hàng và có thể sử dụng một cách rất đơn giản bằng trang Custom Bank này. Khi muốn nói, khi muốn sử dụng đường nào thì mình đề nó lên ở mức độ vừa nghe là được. Và tôi đã giới thiệu xong với các bạn thiết bị âm thanh lắp đặt cho tòa nhà trụ sở tiếp thân của các chủ nhân. Chương trình audio âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.